Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình được Mark Home thiết kế cho gia đình nhà anh Hiệp có địa chỉ tại Hưng Yên. Để tham khảo thêm các mẫu nhà do Mark Home thiết kế và thi công từ trước đến nay, quý vị có thể truy cập vào website markhomegroup.vn. Tại đây còn có các sản phẩm được Mark Home trực tiếp sản xuất. Các chương trình khuyến mại được cập nhật đầy đủ và liên tục để quý vị có thể nắm bắt kịp thời. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các số hotline để nhận được sự tư vấn sớm nhất. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay, thì công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, một tầng. Phần mái được sử dụng ở đây là hệ mái Nhật. Khi làm mái Nhật thì chủ nhà có thể yên tâm về việc thoát nước mưa vì mái Nhật có độ dốc vừa phải. Việc làm mái Nhật còn có chi phí thấp hơn so với việc mà chúng ta sử dụng mái Thái mà vẫn không làm giảm đi cái tính thẩm mỹ cho toàn bộ công trình. Nhìn vào phần ngoại thất của công trình thì có thể thấy được vẻ đẹp của phong cách thiết kế hiện đại được thể hiện rõ qua sự đơn giản, các chi tiết kiến trúc được sắp xếp hợp lý, màu sắc thì được pha trộn bởi những gam màu tương phản giúp cho công trình thêm thu hút và nổi bật. Màu sắc chủ đạo của công trình là màu trắng được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết được sơn màu xám giúp cho ngôi nhà mang vẻ đẹp của sự hiện đại. Kết hợp với những phần tường được ốp gạch để trang trí làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho toàn bộ công trình, tránh được cảm giác đơn điệu. Phần mái được lợp ngói màu xanh, hệ thống sạc cồ và li tô được sử dụng bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ, vừa đảm bảo được vẻ đẹp và vừa làm giảm tải trọng cho công trình. Trên mái thì cũng được để các vị trí chờ đặt tách nước và bình thái dương năng phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Phía chân công trình được ốp gạch để bảo vệ, tránh tình trạng là rêu mốc và bong chóc, cũng như hạn chế được phần nước đọng ngấm trực tiếp vào chân công trình gây phá hoại kết cấu hay là nứt tường. Hệ bậc ngũ cấp giúp cho công trình thêm cao ráo và đồ sộ hơn. Đồng thời sau này phần đường giao thông phía trước có được đôn cao hơn thì công trình cũng sẽ không bị quá thấp so với mặt đường. Phần sảnh chính được thiết kế hai cột trụ to lớn và vững chắc, tạo cho ngôi nhà cái nhìn khỏe khoắn và hiện đại. Các vị trí tiểu cảnh được thiết kế phía bên chân công trình giúp tạo những khoảng xanh cho ngôi nhà, kết hợp với các chậu cây cảnh giúp cho không gian sống hòa nhập với thiên nhiên, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho mọi người trong gia đình. Với phong cách thiết kế hiện đại thì việc tận dụng tối đa được nguồn ánh sáng tự nhiên luôn được ưu tiên. Vậy nên cửa tại sảnh chính được sử dụng là gỗ lim Nam Phi kết hợp với phần pano kính chạy xung quanh. Các cửa còn lại được sử dụng nhôm hệ kết hợp với kính, giúp cho ánh sáng có thể chiếu sáng cho cả công trình, giúp cho ngôi nhà nhìn rộng rãi và thông thoáng hơn. Công trình được xây dựng theo hướng đông nam với chiều rộng là 9,72m, chiều dài là 13,52m, vậy diện tích của công trình sẽ rơi vào khoảng là 131m2. Công trình được thiết kế 3 lối tiếp cận, một lối ở sảnh chính, một lối ở sảnh phụ và một lối cửa phụ phía đằng sau của công trình. Việc có nhiều lối tiếp cận giúp cho việc di chuyển cho công trình được thuận tiện hơn, đồng thời không khí sẽ lưu thông dễ dàng trong công trình, giúp cho không gian luôn thông thoáng và rộng rãi. Khi đi từ sảnh chính vào là phòng khách kết hợp phòng thờ có diện tích là 28m2. Tại khu vực phòng khách được đặt một bộ bàn ghế sofa để gia chủ có thể tiếp khách. Đối diện là kệ tivi phục vụ cho nhu cầu giải trí của mọi người trong gia đình. Phía bên trong là khu vực thờ cúng của gia đình. Ban thờ được đặt theo hướng chính của ngôi nhà giúp cho gia chủ đón nhận tài lộc và vượng khí. Việc không gian phòng thờ được làm không gian mở kết hợp với khu vực phòng khách cùng với hệ thống cửa sổ và cửa ra phía sảnh chính sẽ hạn chế được việc ám mùi hương khói khi mà chủ nhà làm các công việc thờ cúng. Phòng ngủ thứ nhất có diện tích là 17,5m2, phòng ngủ thứ hai có diện tích là 15m2, phòng ngủ thứ ba có diện tích là 14m2. Trong không gian phòng ngủ luôn được trang bị đầy đủ các đồ dùng cơ bản như giường ngủ, tủ quần áo, táp đầu giường, phục vụ cho nhu cầu sử dụng của mọi người. Trong mỗi phòng được thiết kế các vị trí cửa sổ giúp lấy ánh sáng và không khí tự nhiên vào bên trong phòng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu, tránh được cảm giác bí bách khi mọi người nghỉ ngơi. Khu vực vệ sinh chung được thiết kế phía cuối công trình. Không gian tắm và khu vệ sinh được thiết kế riêng biệt với nhau giúp tận dụng được tối đa công năng sử dụng, không mất thời gian khi phải chờ đợi. Trong mỗi không gian thì đều được thiết kế các vị trí ô thoáng giúp cho không khí dễ dàng lưu thông, tránh được việc ám mùi khi sử dụng. Công trình có chiều cao tính từ cốt sân lên đỉnh mái là 7,35m, hệ bậc ngũ cấp cao 750mm, phần thân cao 3,9m, phần mái cao 2,7m. Mặt cắt AA, mặt cắt BB thể hiện rõ ràng vị trí, kích thước dầm sàn tường, những vị trí cần tăng cốt và giảm cốt để đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật của công trình. Phần mái được đổ bê tông cốt thép trước khi mà lợp mái ngói. Điều này thì sẽ tạo nên sự vững chắc, đồng thời cũng tránh được tình trạng là thấm rột vào phía bên trong công trình. Bản vẽ chi tiết nhà vệ sinh thể hiện chi tiết vị trí lắp đặt và từng loại vật liệu cần sử dụng. Sàn nhà vệ sinh được hạ cốt và đánh dốc, giúp tránh tình trạng đọng nước hoặc nước sẽ tràn ra phía bên ngoài. Phần trần được hạ thấp xuống so với phần mái một khoảng là 1,1m để cho không gian phía bên trong có tỷ lệ hài hòa. Phần trần được sử dụng là trần bê tông cốt thép. Sàn nhà được lát bằng gạch ceramic chống trơn.
tường đỗ gạch ceramic lên cao kịch trần giúp cho không gian luôn sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh hơn. Hèm cửa được lát gạch granite tạo điểm liên kết giữa các không gian phía bên ngoài. Chất liệu lát sàn cho toàn bộ công trình được thể hiện rõ ràng trên các bản vẽ kỹ thuật. Từng loại chất liệu lát sàn được bố trí hợp lý từ màu sắc, tính chất của từng loại, vừa đảm bảo được yếu tố về thẩm mỹ cho toàn bộ căn nhà, vừa phù hợp với công năng sử dụng của từng phòng. Mặt bằng định vị cửa thể hiện đầy đủ vị trí và số lượng cửa của cả công trình. Cửa đi được ký hiệu bằng chữ D, cửa sổ được ký hiệu bằng chữ S, DV kép là cửa nhà vệ sinh, còn FV kép là ô thoáng. Tại đây cũng thể hiện đầy đủ kích thước và cốt xây dựng của từng cửa. Cửa đi D1 được thiết kế với quy cách là cửa đi hai cánh mở quay, hai cánh cố định bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi, kính an toàn dày 8,38mm với kích thước là 2700x2700mm. Khi trừ đi phần cố định thì ta có được kích thước trung thủy là 1630mm. Từng cửa của công trình đều được thể hiện chi tiết từ kích thước và vật liệu trên các bản vẽ kỹ thuật. Tại hồ sơ thiết kế điện nước, chúng ta cùng xem qua bản vẽ về mặt bằng chiếu sáng và thông gió. Tại đây, chúng ta có thể biết rõ được vị trí lắp đặt của hệ thống đèn điện, thông gió cho toàn bộ công trình. Mỗi loại đồ dùng thiết bị đều được ký hiệu riêng biệt và thể hiện rõ ràng trên phần ghi chú của bản vẽ. Bản vẽ bố trí ổ cắm Internet thể hiện đầy đủ số lượng và vị trí, chiều cao lắp đặt của từng ổ cắm trong toàn bộ công trình. Từng vị trí được sử dụng loại ổ cắm nào về hệ thống điện liên kết các ổ cắm với nhau cũng được thể hiện rõ ràng. Trong hồ sơ thiết kế điện nước còn thể hiện nguyên lý cấp điện, cấp nước và sơ đồ lắp đặt, nguyên lý hoạt động của từng thiết bị, điều hòa, bình nóng lạnh, hệ thống chống sét và thoát nước. Dựa vào bảng thống kê các thiết bị, chủ nhà có thể nắm rõ được số lượng, công suất của từng loại thiết bị, giúp việc chuẩn bị được thuận tiện và dễ dàng. Sau khi tính toán tải trọng của công trình và kiểm tra tính chất của đất nền, phần móng của công trình được sử dụng là móng đơn bê tông cốt thép. Bản vẽ mặt bằng móng thể hiện đầy đủ số lượng, kích thước và vị trí của từng móng cho toàn bộ công trình. Các bản vẽ chi tiết móng thể hiện rõ sơ đồ bố trí cốt thép, kích thước bê tông lót, bê tông của từng móng, các loại thép được sử dụng, chi tiết bố trí dầm móng và bố trí thép chờ cột. Dựa vào bảng thống kê cốt thép thì chủ nhà có thể dễ dàng nắm bắt về số lượng cốt thép cần sử dụng và kiểm soát, tránh tình trạng là mua thừa và lãng phí cốt thép trong quá trình xây dựng. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của nhà anh Hiệp có địa chỉ tại Hưng Yên. Nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home và muốn Mark Home thiết kế cũng như là thi công trọn gói cho công trình nhà mình thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 để nhận được sự tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các số tiếp theo.